Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối. Ở trong cách nối này thì mình hướng dẫn một số cách nối đại diện, còn lại là các bạn suy luận ra từ cách nối của mình. Mình hướng dẫn cách nối đầu tiên, đây là một số âm mà nối với nhau dễ. Ví dụ như là IN. Cách đếm khoảng cách nối thì không có gì khó ạ. Mình đếm âm Y là rộng 1, âm N bắt đầu từ 1, như vậy khoảng cách là 2. Mình nói lại, âm Y rộng 1, âm N bắt đầu 1, như vậy khoảng cách là 2. Tương tự như ANA. Âm A rộng đâu 1, ô được chứ ạ, nối với âm N. Như vậy khoảng cách là sẽ là 2 ô. Tiếp theo mình hướng dẫn cách nối U M âm. U rộng ra 1 ô, nối với M, mình đếm 1 ô như vậy. Đây là U M âm. Được chưa? Như vậy, những cách nối á, mình muốn biết là nó đúng hay sai thì mình chỉ cần đếm là kết thúc và bắt đầu. Như vậy mình cộng hai cái lại. Tương tự mình hướng dẫn cách nối âm từ và âm u. Một ô, âm u 0,5, như vậy rộng là 1,5. Một, một 0,5, như vậy là này là 1,5. Tương tự mình hướng dẫn u cửa ốc. Âm U rộng ra 1 ô, âm C 1,5. Như vậy khoảng cách chỗ này là nối cái này là 1 ô, chỉ là cái này nối thôi, còn âm C là không có, chỉ bắt đầu không có nối với âm U. Như vậy đếm từ U đến âm C khoảng cách chỗ này là không có khoảng cách chỗ này, còn riêng âm U rộng ra chỗ này là 1 ô. Tương tự A cửa A. Những âm mà điểm bắt đầu của, điểm kết thúc của âm này và điểm bắt đầu của âm kế tiếp đó, nó không dính vô nhau như vậy khoảng cách giữa hai cái này nó không có. Đây là trường hợp. Còn trường hợp này là khoảng cách điểm kết thúc và điểm bắt đầu nó dính vô, như vậy nó có khoảng cách. Tương tự như không có khoảng cách như là hờ o ho. Lý do là điểm kết thúc và điểm bắt đầu nó không dính vô nhau, như vậy nó không có khoảng cách. Như vậy khoảng cách chỗ này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách nối âm A và âm C. Âm A mình đã hướng dẫn rồi, cách viết âm A, âm C. Ở trong cách nối giữa âm A và âm C thì các bạn lưu ý là đúng là chúng ta bắt đầu từ đây và viết âm C. Tuy nhiên để cho nét chữ hài hòa là các bạn nên kéo luôn lên trên, kéo luôn lên trên và viết âm C. Như vậy là cái nét chữ của chúng ta nó liền mạch hơn. Hai cái nào mình kéo này, đúng là mình dừng ngay chỗ này. Nhưng mà nếu dừng ngay chỗ này thì âm C nó sẽ xích vô làm cho cái khoảng cách này nó bị bó lại, không hài hòa. Do vậy là mình viết luôn lên trên luôn, mình viết lại cái này. Viết luôn lên trên được chứ, sau đó mình viết cái âm C. Riêng cái chỗ này thì các bạn lưu ý. Cái nào lưu ý là mình đánh dấu chép. Vì nó hơi khác so với cách nối ở đây. Tiếp theo là mình hướng dẫn cách viết âm C và âm O. Âm C là mình đã hướng dẫn rồi đúng không ạ? Cũng giống như âm A là nếu như cách viết của âm C là mình cũng phải lên luôn. Mình đưa bút lên luôn. Nếu như mình không viết như vậy thì âm C dừng ngay chỗ này và âm O chúng ta sẽ thu cái khoảng cách này lại. Do vậy cái điểm bắt đầu nó sẽ bị chạm vô ngay cái nét cầm này. Do vậy cái khoảng cách này âm A và âm C,
âm C và âm O chúng ta lưu ý. Nó khác với cách nối ở trên. Tiếp theo mình hướng dẫn cách nối âm S và âm A. Cũng giống như hai trường hợp còn lại là mình viết thẳng lên luôn để cho cái điểm nối vô nó không bị dính. Âm S và âm A. Âm S ở đây đúng không ạ? Mình cắt viết âm A mình nối qua luôn. Vì như khi nãy là mình đã bài cách điểm bắt đầu của âm A là đây, cách viết âm A. Do vậy là cái âm đầu tiên mà chúng ta phải kéo để nó chạm với cái điểm bắt đầu của âm A. Đây cũng là trường hợp chúng ta lưu ý. Như vậy, trường hợp lưu ý ở trong này là mình đã đánh chéo. Tiếp theo mình hướng dẫn cách nối âm O. Âm O thì thường nối với âm N, âm C và âm Y. Âm O chúng ta làm một cái khác âm N. Âm O. Âm A bắt đầu là mình hướng dẫn rồi là 0,5 như vậy là mà có thoát ra và đi xuống. Thường khó là những trường hợp nói mình đã đánh chéo, còn những trường hợp này là nó không khó. Âm O và âm C. Như vậy, để cho âm O âm C là mình làm một cái nối ra như thế này. Đây cũng là một trường hợp lưu ý. Nối ra như thế này để cho khoảng cách nó hài hòa, nó không bị dính cái chữ vô. Tiếp theo mình hướng dẫn cách nối âm O và âm A. Đây là âm O. Cách nối với âm A thì mình phải vào mỗi này vì điểm bắt đầu của âm A là ở phía dưới. Được chưa? Nên mình phải vòng cái âm O xuống. Cách nối âm B, âm Y, âm B và âm A. Âm B thì mình đã hướng dẫn rồi và cách nối âm A cũng không có gì khó. Trong trường hợp này thì mình viết lượng xuống như âm O và âm A. Như vậy mình viết lượng xuống để cho cái nối với âm A nó được thuận lợi hơn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách viết, cách nối âm L. Âm L và âm E. Đây là âm A được chưa? Như vậy, khi nối một âm có nét khuyết hoặc âm bất kỳ nào đó nó với âm A thì mình do cái điểm bắt đầu của âm A nó ở dưới thấp như thế này. Do vậy là cái nét đầu tiên, nét kết thúc của âm đầu tiên là mình phải lượng để cho nó xuống tới cái điểm bắt đầu của âm A luôn. Tương tự như âm H và âm A. Mình phải lượng để nó trùng với cái điểm bắt đầu của âm A và mình viết âm A. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách nối cũng đặc biệt, đó là âm S. Âm S nối với âm O, âm S nối với âm A là nó không trùng điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Do vậy là chúng ta phải chừa cái khoảng cách này ra 0,5 để cho cái con chữ nó không liền vô. 0,5 được ạ. Khoảng cách giữa hai con chữ này là 0,5. Vậy chúng ta phải chừa ra. Ví dụ như là âm S và âm A thì mình cũng phải chừa ra 0,5. Và âm A thì đã có khoảng cách, có nét bắt đầu của âm A là nó rộng ra 0,5 rồi, nhưng chúng ta không chừa. Như vậy là hai cái này mình lưu ý là không biết dính vô, chừa là 0,5.
cách nối còn lại là trường hợp này là có trong của tiểu học, nhưng mà nó hơi khó là cách nối y, cách nối y người y. Dạ, mình bắt đầu âm a, bắt đầu âm n, cái âm n và âm g thì tương tự như trường hợp còn lại đó. Không khó, nó chỉ khó do âm y dài và âm y. Như vậy ở trong cách nối này thì mình chú ý cái khoảng cách chỗ này là 0,5, khoảng cách chỗ này ra là 0,5, có nghĩa là mình lượng cái nét của âm y để nó trùng với cái nét bắt đầu của âm e. Trên đây là một số cách nối nó liên quan đến trong chương trình tiền lớp 1. Khó là cách nối chỗ này và những cách nối còn lại là mình lưu ý.